Hoa hậu Thùy Tiên nhận tin vui. Năm 2021, Hoa hậu Thùy Tiên làm rạng danh nhan sắc Việt khi là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Trải qua 3 năm đăng quang, nàng hậu ngày càng chứng minh được vị thế với nhan sắc ngày càng thăng hạng và các dự án thiện nguyện vì cộng đồng. Tối ngày 21 tháng 5, trên Facebook Hoa hậu Thùy Tiên báo tin vui. Theo đó, nàng hậu Lộc đứng ở vị trí thứ tư trong top 10 influencer, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, ghi nhận tương tác nhiều nhất trong tháng 4. Đây cũng là lần thứ hai Hoa hậu Thùy Tiên lọt top ở bảng xếp hạng này trong năm 2024. Tháng 3 vừa qua, Miss Grand International 2021 đứng ở vị trí thứ 10. Vượt mặt nhiều sao Việt như Sơn Tùng MTP, Hòa Minzy. Hoa hậu Thùy Tiên lọt top 4 influencer vào tháng 4 năm 2024. Ngay sau khi được chia sẻ, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nàng hậu. Đây chính là phần thưởng vô cùng xứng đáng của Hoa hậu Thùy Tiên sau những hoạt động ý nghĩa, giúp ích cho xã hội. Series Đu Đêm của nàng hậu gây tiếng vang, nhận được sự quan tâm và theo dõi từ đông đảo khán giả, giúp cô giữ vững vị trí trong top 10 influencer của tháng. Cách đây không lâu, Hoa hậu Thùy Tiên vừa nhận được danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và bằng khen từ Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trao tặng với những đóng góp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Gần đây nhất, cô còn vinh dự đại diện thanh niên Việt Nam đối thoại với Tổng thư ký ASEAN. Hoa hậu Thùy Tiên liên tục nhận được giấy khen với những đóng góp vì cộng đồng. Có thể thấy, sau 3 năm đăng quang, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hoa hậu Thùy Tiên luôn tích cực, chăm chỉ với những dự án và các hoạt động thiện nguyện trong và cả ngoài nước. Không chỉ xinh đẹp, Hoa hậu Thùy Tiên liên tục ghi điểm với những hoạt động tích cực vì cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.